Quý cô bác, anh chị kính mến, đầu xuân năm mới thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mạnh an khang, thắp cho chặt phú quý, cùng chúc nhau như ý, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc, mọi sự đều cát lành. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tiên tri hé lộ bí mật sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Kỷ Mùi. Sinh năm 1979, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được thần tài cho lộc, trúng số tiền tỷ, trả sạch nợ nần đổi đời cực giàu có. Quý khán giả thân mến, những ngày cuối năm đang cận kề, nhiều người hy vọng mình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong hiện tại. Nếu như không thể công thành danh toại như mong đợi, thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, không lo âu, phiền muộn. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn. Nếu như ai đó gặt hái được nhiều thành công, thì đều là do họ nỗ lực không ngừng mà có được. Trong năm mới 2024 âm lịch này, có nhiều con giáp được trời ban cho nhiều phước lành, đặc biệt, bước sang tháng Tết năm 2024 âm lịch, con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ gặp được nhiều may mắn. Họ không những được trời ban cho nhiều phước lành mà còn có thần tài và quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Khởi đầu năm mới, con giáp này sẽ tìm được cơ hội hoàng kim để đổi đời, muốn gì được nấy, cuộc sống từ nay về sau sẽ thăng hoa và thịnh vượng. Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay của kênh Minh Đường Tử Vi để xem vận trình chi tiết trên từng phương diện của con giáp này sẽ biến động như thế nào trong tháng Tết năm 2024 âm lịch này, quý khán giả nhé! Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, khi bước vào tuổi trung niên, người ta già đi, thiếu năng lượng, trong khi cuộc sống sẽ có quá nhiều thứ phải lo. Đối với họ đôi khi cần dốc hết sức mình để giải quyết cho chu đáo và một cách mỹ mãn. Trong cuộc sống của những người trung niên, chỉ cần trong lòng họ còn những trách nhiệm, thì họ vẫn phải chịu đựng những muộn phiền mệt mỏi. Mọi người đến với thế giới này với trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình, tìm kiếm một cuộc sống và hạnh phúc cho riêng mình. Con người ở tuổi trung niên càng nhiều trách nhiệm trong cuộc sống, khi một nhà lãnh đạo cần giống như một nhà lãnh đạo giỏi, khi một nhân viên được yêu cầu giống như một nhân viên tốt, một người cha phải như một người cha tốt, một người chồng phải như một người chồng tốt, một người vợ phải như một người vợ tốt. Thật không dễ dàng để một người trung tuổi hoàn thành tốt mọi vai trò. Hãy chừa chút khoảng trống cho tâm hồn của chính mình và đừng sống quá mệt mỏi nhé. Điều quan trọng đối với một người trung niên, khi đến tuổi trung niên con người phải học cách giữ cho mình sự bình tĩnh, chút bỏ gánh nặng, trau dồi nghị lực để duy trì sức khỏe, thể chất và tinh thần. Khi đến tuổi trung niên con người ta phải học cách không sống mãi với quá khứ, cho dù những gì đã xảy ra ngày hôm qua, đáng tự hào và tươi đẹp đến đâu, thì đó cũng không phải là thành công của ngày hôm nay. Cho dù thất bại và tiếc nuối của ngày hôm qua, đau đớn và tiếc nuối đến đâu, nó sẽ không lặp lại lần nữa. Những người ở tuổi trung niên phải học cách không lo lắng về tương lai. Đời nhiều chuyện bạn không thể ngăn cản. Điều gì nên đến và điều gì không nên, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến. Bạn phải tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc như thường. Lo lắng thái quá là lo lắng vô căn cứ. Con người ở tuổi trung niên phải học cách buông bỏ. Đừng nghĩ mình quan trọng, thế giới vẫn sẽ xoay chuyển. Nếu không có bạn, hãy để trách nhiệm công việc được giao cho những người trẻ. Trách nhiệm cuộc sống nên được giao cho con cháu. Học cách buông bỏ thực ra là một cách giải tỏa tinh thần. Đời là gió, hồn là nước, nên khó giữ cho mình được yên lặng. Một người chỉ có thể chiến đấu chống lại những ham muốn và cám dỗ của cuộc sống. Nếu anh ta cải thiện được sự tu dưỡng về thể chất và tinh thần của mình, có thể không lay chuyển trước những được và mất. Cho dù giông tố lớn đến đâu, trong cuộc đời không thể lay chuyển trái tim bình lặng của bạn. Đó là nền tảng để tự tu dưỡng bản thân. Những người ở tuổi trung niên nên học cách giữ cho mình im lặng. Mọi thứ trên đời đều phát triển trong yên bình. Cuộc sống là một cái cây, chỉ bằng học cách nghỉ ngơi hợp lý thì cây sự sống của chúng ta mới có thể tươi xanh. Chỉ khi chúng ta rèn luyện tinh thần, chúng ta mới có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.
Lão Tử nói, vạn vật đều thuộc về cội nguồn, quay trở lại gốc, có nghĩa là tỉnh tại, có nghĩa là trở lại cuộc sống. Chỉ bằng cách tự mình nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể khôi phục chức năng sống. Không sống quá mệt mỏi ở tuổi trung niên, làm thế nào để giữ được sự bình yên trong tâm hồn vào lúc bận rộn nhất mới là điều quan trọng nhất. Để vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực bất cứ lúc nào, hãy giữ cho trái tim vui vẻ, không giữ lại điều gì trong lòng. Tu dưỡng bản thân là nâng cao cảnh giới tinh thần của mình. Chỉ khi không còn mệt mỏi về thể chất và tinh thần, thì bạn mới có thể thực sự nghỉ ngơi cho chính mình. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Người Kỷ Mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ hảo huyền hoặc xa vời. Thực tế họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát trong lành của thế giới. Tự nhiên cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim tự do bay lượn giữa bầu trời, một chú cá vô tư vẫy vùng giữa biển khơi. Tính cách của người Kỷ Mùi khá thăng trầm, thận trọng trong mọi việc. Dù tâm hồn mơ mộng yêu thích tự do, nhưng họ làm gì cũng có quy cũ theo từng bước, chứ không bao giờ tự ý làm theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng chăm sóc cho mọi người, nên hiếm khi xảy ra tranh cãi bất đồng gì lớn. Người này tính tình hướng nội hay lo lắng nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Tuổi Kỷ Mùi rất biết tôn trọng tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn tươi cười chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có chí cầu tiến, ham học hỏi, không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên, mà luôn cố gắng hết sức mình bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định. Hành sự cẩn trọng, dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ thì họ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng, không dễ tin người mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời. Bù lại thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì, dù là một chi tiết nhỏ họ cũng không bỏ sót. Nhưng người này có một điểm yếu, đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch, mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người Kỷ Mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bào chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Tính cách người tuổi Kỷ Mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu. Chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã tuổi thân. Nhưng có buồn phiền thì họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác. Bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường, khi nóng, khi lạnh. Với người mình yêu, Kỷ Mùi không hay thể hiện cảm xúc trước mặt người yêu, có phần nhút nhát, dè dặt, dù đã nghĩ rất nhiều điều nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Khi đã đem lòng yêu ai, là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá, khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu, dù phải từ bỏ công việc, học hành thì họ cũng không màng, dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào, họ cũng không tính toán nhẫn nhịn hết mức. Đến khi kết hôn rồi thì tình cảm lại càng thắm thiết hơn, luôn một lòng, một dạ cùng người ấy gây dựng tổ ấm gia đình. Tiếp theo là đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, vận trình trong tháng đầu năm mới của tuổi Kỷ Mùi nhìn chung khá hanh thông, không có biến động nào đáng lo ngại. Tâm trạng cảm xúc của bạn trong tháng đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn, bạn làm việc cũng năng suất hơn. Nguyệt lệnh lâm quang đối phù trợ rất lớn cho đường công danh, sự nghiệp của những chú dê. Bạn tự tin và tập trung làm việc, sự nghiệp có thu hoạch đáng kể, thậm chí nếu làm tốt còn có điểm báo về quyền lực, thăng chức, tăng thưởng là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Tài vận trong tháng Tết năm 2024 âm lịch ở mức khả quan, nhờ có nhiều các tinh tử vi cao chiếu, người kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng, dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu tháng có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều. Thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Trái ngược với những may mắn trong công việc và tài lộc, chuyện tình cảm trong tháng của những chú dê lại không được suôn sẻ cho lắm. Lứa đôi phát sinh không ít hiểu nhầm mâu thuẫn, chiến tranh lạnh liên miên. Lúc này bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động, kiểu tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Tình hình sức khỏe ổn định, không phát sinh bệnh tật nguy hiểm, tuy nhiên cơ thể có dấu hiệu trì trệ, uể oải sau thời gian nghỉ lễ kéo dài, có thể ảnh hưởng tới năng lực tập trung trong công việc,
Do đó, bạn cần vận động rèn luyện thể chất nhiều hơn. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch nhận thấy, tâm trạng cảm xúc của bạn trong tháng đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn. Đây chính là chìa khóa để vận trình công danh của con giáp này suôn sẻ hơn rất nhiều, khi hiệu suất làm việc của bạn nâng cao khá rõ. Có nguyệt lệnh lâm quan đới lại thêm chính ấn chỉ lối soi đường, cả hai cát tinh này phù trợ rất lớn cho công việc. Bạn còn dễ dàng tìm được người hợp tác làm ăn phù hợp, kế hoạch mới tiến hành càng ngày càng suôn sẻ, cấp trên ngày càng tin tưởng vào năng lực của bạn và tạo điều kiện tối đa để bạn có thể phát huy trọn vẹn chuyên môn, khả năng cao là bạn sẽ được giao trọng trách, nắm quyền hành thực thụ trong tay. Có thể thấy cứ mỗi khi con giáp này tự tin và tập trung làm việc, thì sự nghiệp chắc chắn có thu hoạch đáng kể. Thậm chí, bạn còn có điểm báo về quyền lực, thăng chức tăng thưởng trong tháng này là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Cũng trong tháng Tết Nguyên đán này, nhờ được nhiều cát tinh soi chiếu, tham vọng của tuổi Kỷ Mùi lớn dần và bạn muốn biến chúng thành hành động lập tức. Đó là lý do, tháng này bạn có xu hướng mạo hiểm hơn, chọn đương đầu với thử thách, để từ đó tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Đừng quá lo lắng về con đường mình đang đi, hãy cứ tin tưởng vào bản thân, cũng như sự nâng đỡ của các thần, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố, chắc chắn tuổi Kỷ Mùi có thể tận dụng cơ hội lần này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình. Bạn vốn là người hòa đồng, khéo léo, không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh, khi có thể sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Các tinh quan đới cũng giúp ích rất nhiều cho những người mới khởi nghiệp, chân ướt, chân ráo lập sự nghiệp riêng, bắt đầu kinh doanh. Theo phi tinh tháng, sao lục bạch chủ chức vụ xuất hiện ở hướng Tây Bắc, đây là hướng vượng nhân khí, các khí tại đây. Bạn có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để thúc vượng cát khí, giúp công việc thuận buồm xuôi gió. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 âm lịch, tình hình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng đầu xuân năm mới đón nhận không ít tin vui. Sao tử vi nâng đỡ mang tới những cơ hội kiếm tiền, làm giàu thuận lợi cho con giáp này. Do đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ cảm nhận rõ vận may tài lộc mỉm cười với mình. Bạn có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng, dù ở quy mô lớn hay nhỏ doanh thu tháng có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn không phải lo nghĩ quá nhiều. Thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, giúp chính tài khởi vượng, nguồn thu trong tháng khá dồi dào. Bạn có thể không có nhiều tiền bạc đến từ những trò may rủi bất ngờ, nhưng hoàn toàn sống no đủ bằng thu nhập từ công việc chính. Tuy vậy, đầu năm khó tránh được việc phải chi tiêu khoản kha khá cho những kế hoạch của cả gia đình. Chính vì thế, bạn vẫn nên có kế hoạch tiết kiệm, quản lý chi tiêu cẩn thận để tránh rơi vào cảnh phải vay mượn khắp nơi ngay đầu năm. Theo phong thủy phi tinh, sau bát bạch chủ tài lộc nhập phương Đông Bắc, ở phương vị này trong nhà có thể đặt thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài để tài lộc thêm vượng. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Kỷ Mùi trong tháng Tết đường công danh, tài lộc rộng mở là thế, nhưng chuyện tình cảm lại chưa đâu vào đâu. Quyệt lệnh lâm quan đới khiến bạn dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp mưu sinh, làm giàu hơn là chuyện tình cảm riêng tư. Đó là một trong những lý do khiến tình cảm lứa đôi ngày càng lạnh nhạt, khoảng cách cứ lớn dần giữa bạn và người ấy, phát sinh không ít hiểu nhầm, mâu thuẫn, chiến tranh lạnh liên miên. Lúc này bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động, kiểu tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Nếu có khúc mắc gì trong lòng, hãy chủ động trao đổi, tâm sự thẳng thắn với nửa kia để cùng nhau tháo gỡ vấn đề, thay vì giữ trong đầu, rồi suy diễn đủ đường bạn nhé. Đối với người độc thân, hãy học cách mở lòng mình với người khác, quá khứ đã qua hãy để mọi chuyện cũ yên, nhìn thẳng và hướng tới hạnh phúc trước mắt mới là điều bạn nên làm, đừng vì những thứ chẳng còn thuộc về mình mà gạt bỏ cơ hội của bản thân. Xem phi tinh tháng, có sao nhất bạch chủ đào hoa, cư ngụ ở phương chính Bắc, tại vị trí này, bạn nên thường xuyên để một lọ hoa tươi để kích hoạt đào hoa, thúc đẩy tình yêu bền chặt, cũng như hóa giải những xui xẻo đang gặp phải. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Nhìn chung,
tình hình sức khỏe trong tháng đầu năm mới của Kỷ Mùi khá ổn định, duy trì ở trạng thái tốt. Tuy nhiên, Mùi thổ bị dần một khắc chế, lại thêm việc lười vận động trong thời gian nghỉ lễ kéo dài, nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải hơn. Điều này có thể ảnh hưởng tới năng lực tập trung trong công việc. Do đó, bạn cần vận động rèn luyện thể chất nhiều hơn, cũng như chú ý dưỡng sinh cả về tinh thần và thể chất. Nam mệnh không nên chủ quan sao nhãng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh tuyệt đối tình trạng uống rượu bia say xỉn mà vẫn cố lái xe, rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của tuổi Kỷ Mùi, bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chào những niềm vui lớn không ngừng kéo tới, cát khí lan tràn, tài vận cũng nhờ thế mà tăng tiến không ngừng. Thực thần dường như mang hết may mắn và tài lộc về trao vào tay con giáp này, bạn làm gì cũng dễ dàng thành công và thu lợi về cho mình. Công việc của con giáp này về cơ bản đang tiến triển khá tốt, bạn thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự xứng đáng để đảm trách những vị trí cao hơn. Đường tình duyên thì tuần này mọi thứ khá ảm đạm, dù ngoài trời kia nắng vàng rực rỡ, thì sâu trong lòng Kỷ Mùi vẫn là những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, khi mà quá khứ tạo ra quá nhiều rào cản để bạn có thể bước chân đến hạnh phúc. Người đã có đôi nên dành thêm thời gian dành cho gia đình của mình. Công việc bận rộn phải đi lại nhiều, bạn đi làm khi mọi người còn chưa thức giấc và về khi trời đã tối. Chẳng hạn đừng một mình chịu đựng, mà hãy chia sẻ thêm với mọi người nếu một nửa của bạn không thể chịu được sự nặng nề của câu chuyện mà bạn đang giữ trong lòng. Tử vi tuần 2, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tuần cho thấy, tuổi Kỷ Mùi trong tuần này có những dấu hiệu đáng mừng, khi vận trình khởi sắc rõ rệt, điểm báo cát lành cũng đến, đường tình duyên vượng đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm đã có những bước tiến triển theo hướng tích cực, đầu tuần có chính tài trợ vận, đảm bảo cho con giáp này nguồn tài lộc dồi dào và ổn định. Tuy nhiên, cuối tuần sẽ có những lúc mà dễ mắc phải sai lầm trong chuyện tiền bạc, cần phải thận trọng và có kế hoạch tài chính rõ ràng thì hơn. Thương quan xuất hiện trong tử vi, công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi tuần này nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh khi bạn không thực sự coi trọng những quy định đã được đặt ra từ trước đó, khiến cho mâu thuẫn bất đồng trong công việc ngày càng lớn. Cũng may có Nguyệt Mã nâng đỡ, nên càng về cuối tuần thì càng có khả năng lội ngược dòng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dấu hiệu xoay chuyển tình thế mà thôi. Tuổi Kỷ Mùi vẫn cần khá nhiều thời gian để có thể lấy lại được vị thế của mình như ban đầu. Tử vi tuần 3, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Nhờ thiên đức cát tinh che chở, vận trình tuần mới của Kỷ Mùi có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó chỉ số hung vận ở mức khá cao. Trong các tàng hung, bạn nên hành sự thận trọng, luôn giữ đầu óc tỉnh táo và thực bình tĩnh khi xử lý mọi chuyện. Công việc trong tuần mới suôn sẻ, bạn được đồng nghiệp hay lãnh đạo giúp đỡ gián tiếp. Theo đó, bạn có khá nhiều thời gian để tập trung vào công việc chính, cũng như có thể làm việc ngoài luồng để tăng thu nhập trong công việc. Tuy khó tránh có lúc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, nhưng trên tất cả bạn đang được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Mọi người cùng nhau phấn đấu vì mục đích chung của cả tập thể, chứ không chỉ vì lợi ích riêng tư, nên mọi rắc rối nhanh chóng được giải quyết. Tuần này, tinh thần đồng đội lên cao, cả tập thể cũng làm việc và đạt hiệu quả năng suất cao. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán sẽ đón tin vui bất ngờ về doanh thu trong tuần này. Nhưng để có được điều đó, bạn cũng phải trải qua một phen lao đao liên quan đến vấn đề pháp lý, pháp luật. Nhiều khả năng bạn sẽ vướng vào vụ kiện tụng, tranh giành quyền lợi nào đó. Tuy phần thắng thuộc về mình, nhưng bạn cũng phải tốn bao công sức, tiền bạc, như vậy không đáng. Vận trình tình cảm khá lý tưởng, vợ chồng cùng nhau lên kế hoạch lớn như mua nhà, đi du lịch, tình yêu càng thêm gắn kết mặn nồng. Vận đào hoa của người độc thân đang khởi sắc, khả năng cao trong tuần bạn được bạn bè, gia đình mai mối, sắp xếp thời gian để gặp mặt đối tượng. Lưu ý, bạn nên thể hiện thái độ khiêm tốn, hành sự tại nhân, sự kiêu căng ngạo mạn chỉ khiến sức hút bản thân giảm, mọi việc khó thành. Sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi có phần sa sút, thời tiết đầu xuân năm mới vẫn còn khá lạnh, không có lợi. Ngoài việc chú ý giữ ấm cơ thể, bạn nên quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, cần chú ý dưỡng da, hạn chế tình trạng bong chóc, thị lực giảm sút, hạn chế ngồi trước màn hình máy tính, TV quá lâu. Tử vi tuần 4, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Kỷ Mùi trải qua một tuần khá sinh động, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Công việc hay chuyện tình cảm dần đi vào giai đoạn bình ổn, có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống được rồi.
vận trình tài lộc khởi sát trong tuần. Dân văn phòng được dịp thể hiện tài năng, đề xuất tăng lương có thể được cấp trên phê duyệt. Tuy nhiên, khi ký kết những giấy tờ, văn bản quan trọng, bạn cần rà soát tỉ mỉ tránh phạm sai sót đáng tiếc, dẫn tới thất thoát tiền bạc nghiêm trọng, còn có thể liên quan đến pháp luật, kiện tụng, vô cùng phức tạp. Người kinh doanh buôn bán đón tin vui tài lộc, sau bao ngày tháng nỗ lực tìm hiểu và phát triển thị trường mới, thì cuối cùng bạn cũng biến ước mơ kinh doanh của mình trở thành hiện thực. Doanh thu trong tuần khá lý tưởng, đủ để trở thành động lực cho bạn tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Đối diện với khó khăn thách thức, bạn đừng nóng nảy cáu gắt vì điều đó chỉ gây bất lợi cho mình thôi. Giải pháp tốt nhất là phải mềm mỏng, uyển chuyển mới đưa đến thành công được. Trong tuần gia đạo bình an, khoảng cách giữa các thế hệ trong một gia đình được rút ngắn lại, tình cảm vợ chồng gắn bó khăng khít, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Các cặp đôi đang yêu tình cảm tiến triển thuận lợi có thể tính tới chuyện hôn nhân. Người độc thân có vận đào hoa vượng, sức hút với người khác rất lớn, nên có lẽ trong tâm hồn của bạn không còn lạnh nữa. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện về lòng đố kỵ của ổ và chìa khóa. Câu chuyện về chiếc ổ khóa và chìa khóa nhắc nhở chúng ta về lòng ghen ghét đố kỵ của chúng ta. Kể về chiếc ổ khóa không vui và trách cứ chìa khóa rằng bản thân khi nào cũng phải ở nhà đảm bảo an toàn cho gia chủ, nhưng ông không xem mình ra gì. Thậm chí, ông chủ còn luôn cưng chiều chìa khóa hơn cả mình. Đi đâu ông cũng mang theo chìa khóa bên mình, nhưng không lần nào cho ổ khóa đi cùng cả. Chìa khóa lúc này thanh minh, như anh mới là sung sướng, thường xuyên được ở nhà nghỉ ngơi, không lo nghĩ gì. Còn tôi đâu được thế, ngày nào cũng lặn lội muôn nơi, chịu mưa nắng khổ cực,
tôi ghen tị cuộc sống của anh mới đúng chứ. Cứ thế chìa khóa, ổ khóa cãi nhau không ngừng và không ai chịu nhường ai một câu. Có lần, chìa khóa không muốn làm việc, liền tìm cách trốn trong một góc phòng để ông chủ không thể tìm thấy được. Trong khi đó, ổ khóa cũng chạy vào nằm yên vị trong túi của ông chủ để thỏa mãn ước mơ được đi muôn nơi. Chủ nhân tìm mãi không thấy chìa khóa đâu nên tức giận vứt ổ khóa vào thùng rác. Sau đó ông ra ngoài tìm mua một bộ khác đem về để thay thế. Sau khi vào phòng, ông chủ vô tình tìm thấy chìa thì mới nói, ổ khóa đã bị vứt rồi, không cần giữ ngươi lại nữa làm gì. Nói xong, chiếc chìa khóa cũng bị vứt vào thùng rác, chịu chung số phận y như bạn mình. Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau, cả hai cùng than thở. Hôm nay cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì chúng ta không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương, mà lại đứng núi này trong núi nọ, lúc nào cũng tính toán chi ly, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Có thể thấy rằng, chìa khóa và ổ khóa đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì cả hai không nhận ra giá trị cũng như công sức, vai trò của đối phương. Bài học trong cuộc sống, mỗi người đóng một vai trò, trách nhiệm riêng, đừng như câu chuyện về chiếc ổ khóa và chìa khóa trên. Chỉ vì lòng ghen ghét, đố kỵ mà cả hai không chịu hiểu cho vai trò của mỗi người, cuối cùng đều bị vứt bỏ không thương tiếc, dù muốn hay không. Chúng ta phải thừa nhận rằng mình đã từng ganh tị với ai đó trong quá khứ, từ đó mới có thể tìm cách loại bỏ những ý nghĩ xấu đó trong lòng. Trong xã hội hiện nay, việc ghen tị hay đố kỵ với một người nào đó đã trở thành bản năng, thế nên mới có câu, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Con người chúng ta là thế, một người đố kỵ với người tài hơn, giàu hơn, giỏi hơn, nổi tiếng hơn, xảy ra hàng ngày như cơm bữa, thế nên một ngày nào đó bạn trở thành đối tượng để người ta ghen tị. Đố kỵ là điều hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí là bạn nghĩ rằng mình cố gắng đối xử tốt với mọi người, không gây hiềm khích với ai, nhưng họ vẫn cứ ghen tị với bạn. Thực tế là không thể nào có thể ngăn cản việc ai đó ghen tị hay đố kỵ với mình. Không ít người là bạn thân, nhưng ghen tức vì mình không có ai yêu, còn bạn có chồng yêu, chồng chiều, nên đã lập mưu cướp chồng của bạn. Đối diện với thực tế rằng ai cũng có lòng ghen tị sẵn trong lòng, để bạn luôn trang bị cho mình tâm lý rằng nếu chuyện đó xảy ra thì vẫn vượt lên trên khó khăn và sống mạnh mẽ hơn, vì chúng ta không thể nào thay đổi đối phương hay ngoại cảnh. Ta không thể bắt ai đó phải nghĩ tốt về ta, nhưng ta có quyền không cho họ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Nếu để những gì họ nói, họ làm tác động tiêu cực tới bản thân, thì ta đã tự kéo mình vào vũng lầy, cho chúng có cơ hội hả hê vì hạ bệ được ta. Thế nên cần tỉnh táo khi đối mặt với những kẻ này. Paulo Coelho, tác giả cuốn Nhà Giả Kim, từng cho rằng đừng ghét những kẻ ghen tị, vì khi họ ghen tị với bạn tức là họ đang nghĩ bạn thành công hơn họ rất nhiều. Tâm mỗi người đã thủng một lỗ lớn bởi ghen ghét, thù hận, thành kiến hoặc là nghi ngờ, hèn nhát. Người ghen ghét, đố kỵ cũng giống như một người mù. Họ không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn vậy, luôn tìm cách suy diễn theo ý kiến cá nhân. Đối mặt với những kẻ đó, ta chỉ cảm thấy thương cảm cho việc họ mà thôi. Những người này đang tự thấy mình yếu kém hơn ta, nên cố gắng dìm ta xuống bằng mọi cách. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn mới là người nắm giữ vận mệnh của mình. Đừng để cho những kẻ thất bại đó hạ bệ hoặc ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của chính mình. Vì vậy, khi đối mặt với những kẻ nói xấu, gây hại cho mình, hãy mạnh mẽ vươn lên, vượt xa họ, chọn bục đứng cao hơn để sự tiêu cực của họ không thể với tới bạn. Chúng ta phải thừa nhận một sự thật rằng ai cũng có lòng đố kỵ. Nó được xem là bản năng, thế nên có người có ít, có người có nhiều, nếu bảo không có là tự lừa dối bản thân. Thực tế là người càng nổi tiếng càng dễ bị ghen ghét. Chúng ta không ít lần cho rằng một người thành công là do gặp may, giàu chắc là ăn chặn tiền từ thiện, quán nào được danh hiệu lại cho rằng không ngon bằng quán gần nhà. Ngay cả ai đó có thể làm hàng ngàn việc tốt, nhưng chỉ cần một lần người ta vấp ngã, chỉ cần một lần nhầm lẫn, sai lầm, thì người ta đổ xô vào chỉ trích, chê bai phủ định hết công sức trước đó. Ai chẳng đang nuôi một tham vọng, ước muốn, khát khao nào đấy. Nhưng khi mình chưa đạt được còn người khác thì sớm đã có tất cả thì ta bắt đầu khó chịu. Đó chính là khi lòng đố kỵ, ghen tị khởi lên, đố kỵ đẩy xa mình với người khác, khiến mình cô độc thảm sầu. Lời Phật dạy về lòng đố kỵ, tội ác tiềm tàng mà ta chẳng hay biết. Nhiều khi thói đố kỵ biến mình thành kẻ độc ác từ lúc nào mà mình không biết. Phải nhắc nhở bản thân mình nhớ rằng, luôn quan sát cảm xúc, suy nghĩ tự nhiên này khởi phát trong tâm trí của ta để điều chỉnh bản thân. Nếu không, chúng có thể đem lại rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực nếu không biết khống chế. Quan trọng nhất là ở chỗ, khi tâm đố kỵ khởi lên, ta đối trị với nó như thế nào để xử lý được nó. Ta phải hiểu nguyên nhân gốc rễ là do ta đang cảm thấy thiếu thốn, tự ti, kém hơn, không được như kỳ vọng, tự mình định giá bản thân mình kém đi, mới so sánh cuộc đời mình với cuộc đời người khác. Sự đố kỵ đang rỉ vào tai bạn rằng,
những thứ người khác có mới quan trọng, còn những thứ bạn có chỉ là đồ bỏ đi. Thế nên, ngay khi lòng đố kỵ, một lời chê bai, chỉ trích bắt đầu khởi lên trong tâm, thì ta nên điều hướng về cuộc sống của mình, thay vì buông lời nhận xét về ai đó. Tại sao không nghĩ cách làm cho mình tốt hơn, mình đáng giá hơn, để sau này gặt hái cuộc sống tốt hơn. Ta dành thời gian học cách yêu thương bản thân đúng cách, tin tưởng vào chính mình và biết ơn những gì mình đang có, đang sống, thì bạn sẽ sớm nhận ra sự khác biệt tồn tại giữa mỗi người cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, thay vì tập trung sức lực vào những lời nói xấu, đàm tiếu, ganh ghét xung quanh, chúng ta hãy dành hết thời gian để tiến gần hơn đến mục tiêu của cuộc đời mình. Biết được mình muốn gì là động lực tốt nhất, điều đó giúp bạn đẩy lùi và ngừng bận tâm thái quá về cuộc sống của người khác. Nếu có thì hãy chúc mừng cho thành công của người khác, tận tụy với sự nghiệp của chính mình, nghe người khác nói chỉ để tham khảo, luôn ý thức tránh xa lòng đố kỵ hẹp hòi, kẻo nó như chén thuốc độc mà bạn tự mình uống mỗi ngày. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.